À, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. À, ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Thì tiếp tục cuốn video hôm nay. Đây là vườn cây bonsai của em Cảnh. Có địa chỉ là thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Thì tiếp tục hôm nay em Cảnh cũng có chia sẻ như gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em một số tác phẩm cây cũng tại vườn nhà. Và sau đó thông qua cuốn video này, em Cảnh cũng có chia sẻ một số chậu và đôn để gửi đến quý vị cùng anh chị em mình trang trí cho những tác phẩm cây bonsai vườn nhà. Rồi, sau đây Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem hết video. Và nhớ để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin mời quý vị. À, chào em. Ồ, mến chào Thanh Phú, mến chào tất cả quý anh chị em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước. Lời nói đầu tiên cho phép Cảnh Bonsai xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý anh chị em mình. Chúc cho tất cả quý anh chị em mình luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn nhiệt huyết với tình yêu bonsai. Đặc biệt thì ngày hôm nay nhà vườn cũng có một số tác phẩm bonsai và cũng là như thường là một số mặt hàng gốm của nhà vườn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình. Và đầu tiên trong cái cuốn video ngày hôm nay thì nhà vườn cũng xin phép gửi gắm đến tất cả quý anh chị mình đó là một cái tác phẩm sam núi, một cái Một tác dòng phẩm tiểu sam mộc, núi. mà cái dòng này thì đặc biệt là nó nằm ở dọc ven ở những cái tỉnh Bình Định, Phú Yên, những cái tỉnh hai tỉnh này thì nhiều cái dòng cây này nhất nha quý anh chị em, đặc biệt là sam núi với Hải Châu thì địa phương em cũng như là dọc dọc ven biển với các cái sườn núi đó thì cái dòng này khá là nhiều, nhưng mà đặc biệt thì bây giờ nó cũng gần như là hiếm rồi quý anh chị, để mà kiếm ra những cái dòng tiểu mộc mà nó Nhưng mà khan hiếm. To như thế này thì cũng rất là hiếm. Đây là một cái tác phẩm sam núi sam bông giăng làng, cây khá khủng nha quý anh chị. Để mà cây sam mà như thế này là khủng, dòng cây khác thì không nói, nhưng mà dòng cây sam thì như thế này là cũng thuộc cây đại nha quý anh chị. Dòng Đẹp hai mặt như quý nhiệm nha, bể đấy kinh khủng. phần cũng như tay cành là thuộc mình tít hết rồi, không còn dây còn nhợ gì hết. Đây là một tác phẩm anh em mình có thể mang đi trưng bày, mang đi chơi ở mọi đấu trường như quý nhiệm nha, đặc biệt là coi làm theo cái xu hướng hiện đại, được xế tảng vân rất là mỏng, mảng miếng rất là mỏng, và đặc biệt là xương dâm là đấu móng rồng hết rồi. Đó, phần bệ là có những cái rễ buông rất khéo. Cái này thì anh em mình có thể về có thể thay cho nó một cái chiếc chậu dài hơn một chút quý anh chị em. Chúng ta có thể đắp một cái mô cỏ phối tiểu cảnh, thì là anh em mình có những cái miếng gỗ á, lũa mình đưa lên cũng rất là đẹp, hoặc là đá cũng được. Anh em mình về thay cho nó một chiếc chậu khác nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà mỏng là nhiều quý anh chị em. Cái hệ coi này thì nên vô cái chậu càng mỏng càng đẹp. Rồi, anh em mình ngắm tổng thể cái tác phẩm này một lần nữa, rồi em sẽ đo thông số kích thước thật là tỉ mỉ để quý anh chị em mình tiện hình dung. Đó, mặt sau. Và tác phẩm rất là chuẩn chỉnh. Hai mặt đều rất là ok nha quý anh chị em nha. Rồi,
Nhà vườn xin phép đo thông số, kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung và sẽ dễ giao lưu tác phẩm này hơn. Chiều cao của tác phẩm này là 35 nha quý anh chị em. 35. Dạ. Chiều cao. Chiều cao là 35. Tàn ngang của tác phẩm này là 89 quý anh chị em. 89. Dạ, 89. Đang nằm ở trong cái chiếc chậu này nó có cái đường kính là 60. Dài 60. Dạ. Ngang là 46. Ngang 46. Dạ. Hoành thân. Quý anh chị em mình nhìn cái vị trí của em đo luôn nha quý anh chị em nha. Hoành thân em đo cái vị trí này là 79. 79. Dạ. Khá là khủng quý vị. Xin phép đo cái hành đế. Đế cái này cũng khá khủng quý vị. Đế cái này là 1m1. 1m1. Dạ. Rồi. Tay cành thì thuộc mình hết rồi nha quý vị nha. Anh chị em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm Xem núi Giang Làng này. Coi lùng lực nha quý vị em. Anh chị em nào thật sự yêu thích và thiện chí với tác phẩm này và muốn sở hữu mang về đội của mình thì nhanh tay nhấc máy lên alo cho nhà vườn để sở hữu tác phẩm này nhanh nhất. Nhà vườn xin thông báo đến tất cả quý anh chị em, mình là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em yêu cây trên cả nước ạ. Rồi, tác phẩm thứ hai trong cuốn video ngày hôm nay đó là một cái cây bông trang quý anh chị em. Tác phẩm trang đỏ. Dạ, yeah, một cây trang đỏ. Anh em còn gọi là hoa mẫu đơn này quý anh chị em. Đơn đỏ lá nhỏ, phun tàn, yeah, đầy hoa, rất đẹp nha quý anh chị. Rực rỡ. Nhìn nó cái lá của nó rất bóng và đặc biệt hoa nó rất dày luôn. Cây này là nó gần như là nó hoa gần như là quanh năm luôn á. Vì bông trang thì anh em mình biết rồi, bông trang với bông giấy. Mà khi mà nó bắt đầu mà nó vô hệ thành phẩm á, và coi nó già, đặc biệt là cái dàn dâm. Cái dàn dâm nó càng già thì hoa nó gần như là thường xuyên, bông giấy cũng vậy. Mình chia sẻ cái phần đế đi. Dạ. Yeah. Đế đẹp quá. Cái này thì nó là một bệ nạc, hai thân quyện với nhau. Một gọi là một bệ song thân. Đó. Rất đẹp. Dạ. Yeah. Đây có những cái phần rễ này. Cái quá hay. Chân bờ thì hai mạch gần như là mạch nào cũng đẹp nha quý anh chị em, đẹp tứ diện luôn. Đó. Cây rất khô nha quý anh chị em nha. Nhìn là anh em mình biết là cây là nó là thuộc cái hệ cây cốt chậu nè. Cái dàn tây anh Phú có thể thả cái gầm máy xuống thấp chút. Anh em mình coi được cái dàn dâm này. Đó, cái dàn xương dâm mà nếu mà cây bông trang mà nó bắt đầu nó lên cái độ sụn này quý anh chị em. Nó lên cái độ già. Đúng rồi. Và đặc biệt nó lên hộp như này thì anh em mình biết là nó rất là lâu năm. Nó ra tới cái phần ngọn ở phía ngoài này. Đó, anh em mình thấy được cái độ cái dâm của nó dày và nó đều. Cái độ đều dâm đúng không anh em? Và cái độ dày dâm đó. Đó, anh em mình thấy chưa? Kinh pho kết bóng nó thì khỏi bàn cãi rồi. Hoa, anh em mình nhìn cái mạch hoa. Hoa rất đậm. Đặc biệt là bây giờ là nó lấp xấp gần như là nó là quanh năm vậy. Nó già rồi là nó thường hoa. Ở trong vườn của mình mà anh em mình sở hữu một vài cái tác phẩm như thế này, nhìn cái ngôi vườn mình nó sống động quý anh chị. Nó vừa có những cái bông hoa nó điểm vào, nhìn cái vườn nó rất là đẹp. Rồi, em xin phép chia sẻ cái thông số để quý anh chị mình dễ hình dung hơn. Cây có cái chiều cao từ mạch chậu lên tới đỉnh là 50. Cao 50. Bộ tàn ngang của cây là 93 quý anh chị em. 93. Dạ. Yeah. Và em xin phép đo cái hành bệ. Để mà tìm ra một cái cây đơn đỏ mà nó già cỡ này không phải là cũng phải là dễ quý anh chị em, nuôi lâu lắm. Hành bờ là 1m12. 1m12. Dạ. Hành bờ phía trên của hai cái thân này là 60. 60. Dạ. Và em xin phép đo từng cái thân một nha quý anh chị em nha.
Em xin phép đo cái thân phía trên này là 24. Dạ, thân dưới này thì nhỏ hơn. Thân dưới này có 18 hả quý anh chị? 18. Dạ. Đang nằm ở trong một chiếc chậu men ràng rất là xịn sò. Có đường kính là 62, dài 62. Dạ. Và chiều ngang là 41. Ngang 41. Dạ. Hai mọc nha quý anh chị em nha. Men ràng hai mọc, hai truyện. Rồi. Anh chị em mình cùng chiêm ngắm tổng thể một vòng nữa cái tác phẩm Trang Đỏ Lá Nhỏ này. Anh chị em nào yêu cái tác phẩm này thì nhân tay nhấc máy lên alo cho nhà vườn để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này mang về đội của mình. Để mà dày công mà làm đào tạo ra một cái tác phẩm này cũng rất mất thời gian nha quý anh chị em. Đặc biệt coi bây giờ nó vào cái chế độ chơi rồi, cô động rồi. Rồi và tiếp theo trong cái cuốn video ngày hôm nay là một tác phẩm phải nói cũng rất là đẹp nha quý anh chị em nha. Một cây me chua, tác phẩm me cũ, có cái bộ cũ phải nói rất ấn tượng, nó tạo một độ khó nhất định. Anh em mình nhìn cảm nhận được người mình này với cái cũ này. Quá wow, cái cũ giá to nha quý anh chị. Cái từ vị trí này bắt đầu chuyển đi này. Tạo một cái con coi là rất già đấy quý vị, xem những cái co của cây, những cái độ khó coi là cực kỳ là nghệ thuật. Coi này già lắm, cái này nó đã có quả rồi nhiều quý anh chị em. Cái này mà nếu anh chị em mình anh chị em mình do nó đang lá non này, đúng là coi này em đang định thay cho nó một cái chậu khác. Cái chậu này nó hơi nhỏ với cái này chút. Đúng rồi. Dạ, mình thay cho nó một cái chậu nhích hơn đây một xây, chậu vuông cũng được. Đẹp. Đặc biệt là anh chị mình cùng chiêm ngắm đây nha quý anh chị em. Dạ lắm quý vị. Và nó một tác phẩm me. Bởi vì xem những cái quýt tây đó để nuôi mà nó to đó. Anh chị mình cùng chiêm ngắm tổng thể cái phần focus của cái cây. Cái này thì do nó đang ra lọc non, mình không có bấm, mình chờ chừng nào cái này này quý anh chị nó hơi sậm màu chút là mình bấm vô cho nó vô bóng lại. Còn giờ đang non thôi, để cho nó cái cây nó phát triển theo tự nhiên nó một chút, để đầu mình lại bấm vô cái focus bóng nó trở lại. Anh chị mình cùng ngắm tổng thể cây, cây gần như là đẹp hai mặt nha quý vị. Nhờ anh Phú đảo ra phía sau một vòng để nè em mình xem được cái phần cũ ở phía sau luôn. Khá là liền mạc. Đây quý vị, cũ phía sau. Cái độ chuyển đi nó mềm mại lắm nha. Đó. Cái cần này nó gập 90 độ. Chuyển rất mềm mại. Cũ rất đẹp. Dạ. Cái này thì nhìn giờ nhìn cái chậu nó hơi ép coi một chút thôi. Đúng không? Thay ra cái chậu mà đâu nó đúng cái hờ của nó một chút nó sẽ hợp hơn. Rồi, em cũng xin phép đo cái thông số kích thước để quý anh chị em mình dễ hình dung tác phẩm này. Hành đế là 89. 89. Dạ. Yeah. Em xin phép đo cái cũ này nha quý anh chị em. 70. 70. Dạ. Yeah. Cái cũ 70. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 79. Cao 79. Dạ. Yeah. Và tán ngang của cây là 1m07. 1m07. Dạ. Yeah. Đang nằm ở trong cái chậu Trung Quốc này, có cái đường kính là 42 quý anh chị em. Chậu 42. Dạ, yeah, chậu 42 hàng Phật Sơn. Hai mọc lò nha quý anh chị em. Đó, anh chị em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm me chua này. Đây cũng là một cái tác phẩm phải nói cực kỳ chuẩn chỉnh quý anh chị. Bác rất bài bản và chuẩn chỉnh. Anh chị em nào yêu thích và thiện chí với tác phẩm này thì nhanh tay nhấc máy lên alo cho nhà vườn để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này về đội của mình. Nhà vườn xin thông báo đến tất cả quý anh chị em mình là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước.
Và đặc biệt là anh em nào mà có đi ngang cái khu vực thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bình Định thì cũng mong rằng tất cả quý anh chị em mình ghé ngang qua nhà vườn. Và em xin phép mời quý anh chị em mình một cốc nước trà nha quý anh chị em nha. Vườn mình nó nằm sát trục quốc lộ 1A nha quý anh chị em, sát tôn hoa sen, đối diện cây xanh dầu số 24. Rồi và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một tác phẩm Linh Sam 86 zin. Linh Sam. Dạ, một cây Linh Sam 86 zin, cây siêu bông nha quý anh chị em. Cực kỳ già. Dạ. Cây này thì nó gần như là lên sinh hô rồi. Cái dàn da là bây giờ toàn bộ là nổi địa y hết rồi nha quý anh chị em. Nói về cái cút tay rồi đây thì thôi khỏi bàn cãi. Độ già của nó làm rất lâu năm nha quý anh chị em mới có được những tác phẩm như này. Mạch đế này là mạch đế 24 giờ không khuyết cộng nào. Nhìn nó rất là tự nhiên luôn chứ không phải là mình sắp theo cái kiểu bài ra 24 giờ rễ từng cộng đâu. Đây cái này là gần như là nó mạch đế nó mạch đế tự nhiên. Nó đẹp mà nó chạy đế rất là đẹp. Đặc biệt là những cái đầu mạch két rễ này, anh chị mình nhìn cái rễ của nó chạy xuống nó mông rồng rất hai mạch. Rồi, nhờ anh Phú lia ra cái mạch sau để quý anh chị em mình cùng ngắm cho nó hết. Đó, nhìn ra nó dễ thôi chứ còn nó hơi hơi hẹp, nó hơi chọc mà coi này thì nó nặng quá, khiêng vô nó cũng hơi nặng quý anh chị. Đây khá to nha quý anh chị nha. Mạch chân này, chân sau này. Coi già kinh khiếp. Dàn xương dâm này khỏi phải bàn quý anh chị. Mình chỉ kéo dành một hai cọng dây để cho nó vô cái pho kết chút thôi. Làm cho cây sập hết rồi. Độ khó nhất định phải nói là lâu năm mà những cây này nó đòi hỏi cái thời gian. Dàn dâm này mình vừa lạch lá nên là chuẩn bị nó sẽ hoa, nó sẽ dày hết đó quý vị. Mùa này cũng là mùa hoa của Linh Sam. Vậy thì anh chị em mình ngắm nó rất rõ. Yeah. Thấy tận xương râm quý vị. Phải nói là một tác phẩm Linh Sam. Anh cực kỳ. Bây giờ bắt đầu nó xì hoa đây. Xì hoa. Dạ. Cho anh em ngắm những cái độ khó này. Đấy. Thế này là mình làm đào tạo hết. Kinh khủng quá gì. Dạ. Để có một cái tác phẩm như thế này em phải mất thời gian phải tầm phải 15 năm. Khoảng mười mấy năm mới có được quý chị. Đúng rồi. Ít đâu. Nó già lắm. Nên là giờ nó già, nó nổi địa y hết. Rồi, em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung nha quý anh chị em nha. Đế trại quý vị. Cái đế này to lắm, mình chỉ đo gọi là hơi mô phỏng nha quý anh chị em. 1m45 nha quý anh chị em. 1m45. Dạ. Yeah. Rồi xin phép đo cái hành bệ sát gốc này nha quý anh chị em nha. Là 65 nha. 65. Dạ, em xin phép đo cái hành thân đây. Là 42 nha. 42. Dạ. Chiều cao từ mạch chậu lên tới đỉnh nha là 68. Cao 68. Dạ. Và tàn ngang của cây là 1m25. 1m25. Đang nằm ở trong cái chậu men rạng cũng khá là xịn sò. Có cái đường kính là 82. Dài 82. Dạ. Và chiều ngang là 62. Ngang 62. Nằm trong cái chỗ van 21. 21 men rạng. Dạ. Rồi anh chị em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm Linh Sam này. Anh chị em nào yêu thích và thực sự thiện chí với tác phẩm này thì cũng nhanh tay để chúng ta cùng sở hữu cái tác phẩm này, mang về đội hình của mình để đưa vào bộ sưu tập những cái tác phẩm gọi là đẹp của vườn nhà mình. Và cũng xin thông báo đến tất cả quý anh chị mình là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước, từ những cái cây hàng bưng bê cho tới những cái cây hàng kích cẩu nha quý anh chị nha. Rồi và tiếp theo trong cuốn video ngày hôm nay là một gọi là một siêu phẩm quý anh chị. Nói về sam trái thì đây phải gọi là siêu phẩm. Vì một đồ này là thuộc về đồ quý đấy. Mà bây giờ đồ này thì nói là để mà tìm những cái cây khai thác mà như thế này thì không có đâu quý anh chị. Chưa nói là cái giá trị về thời gian để mà đào tạo những cái tay
những cái cút tây như cũng như những cái vàng tây vàng dâm này thì mình khỏi nói về cái thời gian, anh em nào chơi chuyên sâu thì nhìn vô là biết cái thời gian mà để làm ra những cái tác phẩm này thì nói chung quá lâu rồi. Còn mà nói mà để mà tìm ra một cái cốt mà khai thác mà to khủng như thế này thì gần như là hết đâu quý vị, không có. Đó, một cái sam trái nha quý vị nha. Đây là cái sam trái dạng tranh. Cực kỳ gọi là cực kỳ khủng rồi quý vị. Đúng rồi. Thì mình biết cái sam mà hai nằm tay của mình là gan của mình là gan 25 nha, không hết, không xi nhê gì đâu. Đó, anh em nhìn cái độ già, cái độ nhanh. Cây sam mà anh em mình nhìn này, cái da của nó này, đó, nó nhanh này, nhanh là như thế này. Đây là cây sam trái. Bây giờ đang xịt trái. Còn có tầm tháng nữa, trái bắt đầu nó mới thấy nó mới bự. Bây giờ trái nó chỉ nhỏ 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 thôi. Đó, trái bây giờ bắt đầu xịt ra. Chung là cây này gần như là hai mạch của nó gần như là miếng bàn cũng vậy, quá phê. Dây thì còn khoảng 10% ở trên cây là do là em chỉ có một vài cái dâm em kề, nhưng mà có thể tháo toàn bộ được hết rồi, do là mình chưa có thời gian nên mình chưa có tháo ra, chứ còn hoàn thiện 100% nha quý anh chị. Bây giờ cây này chỉ có mình bấm ra luôn, anh em nào mà sở hữu là nhà vườn sẽ bấm ra luôn cho anh em luôn, không có để dây nữa. Tại vì dây này chỉ kề khoảng tầm 10%, những cái dâm này hồi xưa nó thiếu một chút á, mình vô cho nó đủ cái pho kết thôi. Quý vị anh chị em xem hết cái bóng của cây. Cái này thì một trong những cái cây gọi là nằm trong cái hàng top tem của quý vị, gọi là kích bưng bê, nó không thuộc vào hàng top tem mà để mà đáng để anh em mình sưu tầm. Mời anh chị em mình đồ xem cái đúng cái đồ chơi, cái co gập, những cái độ khó của cây. Con này là co rừng, cái gập này là co rừng, còn người mình thiên tạo thôi, cái người mình tạo từ vị trí đó. Đúng rồi, chứ mình tạo không có được những cái cút này đâu. Những cái cút này nó khó chịu. Dạ, yeah. Quá khó chịu luôn nhé. Phải đó. Làm từ đây bắt đầu buông một con rơi xuống. Quá duyên coi. Coi phong tranh như quý anh chị. Nhìn rất thi sĩ. Kích này bỏ anh xe cái mình chở đi chơi ok, yeah, ha. Kích này thì cứ bỏ vô chiếc 7 chỗ này đi chơi thôi. Cây này cây cốt chậu nên là mình nhiều lúc mình đi mình hơi nghiêng chút cũng được, cũng sao. Rồi em xin phép đo thông số, cũng không phải bàn cãi nhiều về cái tác phẩm này nữa, anh em mình sẽ cảm nhận được cái coi. Em xin đo thông số kích thước để quý vị mình dễ hình dung cái tác phẩm này. Chiều cao của cây là 87 quý vị. 87. Kích thước chiều cao 89. Khoảng 89. Dạ, từ mặt chậu lên 89. Bộ tàn ngang của cây. Tàn ngang của cây 72 quý anh chị. 72. Dạ. Em xin phép đo cái hành đế trước nha quý anh chị. Đế này là hết chậu á. Nói chung cái đế của nó là hết chậu. Kín chậu. Dạ. Yeah. Đế 1m. 1m. Dạ. Yeah. Quá kinh khủng. Thành thân em đo vị trí này nha quý anh chị nha. 55. 55. Dạ. Yeah. Em xin phép đo cái đoạn trên này nha. 48. 48. Khủng khiếp nha quý anh chị. Khủng khiếp. Nói riêng cây gì không nói, nhưng mà riêng cây sam á thì hơi bị gọi là bị kinh điển á, kinh điển. Khó lắm. Nó vì nó là dòng tiểu mộc quý anh chị. Khó đâu, cây to lắm. Đâu cái chậu. Dạ, yeah, cái kích thước của cái chậu này là chậu tròn đắp nổi. Đồ này là đồ của Phật Sơn nha quý anh chị em, có cái đường kính là 42. 42 đường kính. Chậu tròn hai mộc của Phật Sơn, hàng đắp tây thủ công. Đây. Chậu xịn. Dạ. Đắp tiền. Chậu cũng hợp với cây rồi quý anh chị. Cái này mình lên một cái đôn tròn mà đắp tây cùng bộ cơm lê của nó nữa. Bưng ra đấu trường mình đi chơi thì cũng không có đứng gần những cái cây bự, nó cũng gọi là những cái tác phẩm mà bự nó cũng không có bị gọi là kém cạnh gì đâu nha quý anh chị em nha. Rất là xứng đáng
để những cái sam như thế này xứng đáng lắm để mà anh em mình tầm về vườn của mình lắm. Rồi anh chị em mình cùng chiêm ngắm và cùng cảm nhận cho thật là kỹ cái tác phẩm này. Anh chị em nào thật sự yêu thích và thật sự thiện chí để sở hữu cái tác phẩm này thì cứ nhanh tay nhấc máy lên alo cho nhà vườn để chúng ta sở hữu cái tác phẩm này mang về đội của mình. Nhà vườn xin thông báo là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em yêu cây trên cả nước. Rồi và tiếp theo trong cuốn video ngày hôm nay đó là một cái tác phẩm cực đại luôn quý anh chị em. Với tác phẩm xoài. Một tác phẩm xoài. Dạ, một cây xoài phải nói cực kỳ khủng. Xoài nhưng mà cây này nó rất là lùng lực nha quý anh chị em nha. Và đặc biệt là nó có cái độ lết của thân và cái đường thân nó chạy rất mềm. Cái này thì được mình làm và mình cắt giật mình làm rất là kỹ luôn. Đúng ra là kỳ rồi là cây này là phun quả luôn anh em. Nhưng mà gió kỳ rồi nó bị áp thấp nhiệt đới, gió dữ quá nên là trên cây bây giờ nó còn ít trái. Hoặc là mùa rồi là nếu mà nó đừng có bị gió là cây này trái dữ lắm. Anh chị em mình cùng ngắm tổng thể cái cây. Sau đó em sẽ đi vào chi tiết một chút để quý anh chị em mình cùng hình dung. Và mình sẽ nhìn cho nó kỹ hơn cái cây. Cái này thì dạ, mình chia sẻ mình để trước nhà mà tới mùa quả mà phần bể đi ăn trái thì cũng tuyệt vời rồi. Đó, anh chị mình ngồi xuống ngắm. Dạ. Phần bể đó quý vị. Cái này thì khủng lắm nha quý anh chị. Anh chị em mình cùng ngắm cái phần bể của tác phẩm xoài. Cái này nó đẹp gần như là từ mặt sau tới mặt trước luôn. Nó rất là đẹp, rất là già luôn. Đây quý vị xem cái bộ da này. Bộ da này phải nói là kinh khiếp quý vị. Mặt sau luôn này Phúc. Đúng rồi. Bộ da kinh khủng. Mặt sau ghê mình Phúc, rất là ấn tượng. Chân ở phía sau cũng rất đẹp đúng không anh? Đúng rồi. Đấy quý vị cùng anh chị em mình cùng ngắm cái mặt sau. Những cái phần rễ và những cái hốc hách của cây. Phải nói là đặc biệt nhìn cái bộ da. Cái chân đi những cái phần rễ rất là khôn. Đấy là về bể đế. To quá anh Phú hả? To quá to. Phía sau nhìn nó liền đúng không? Liền tích chứ. Thì đặc biệt là tay hoành nó rất là mềm nhau quý anh chị. Bên này là em xây dựng một con tử này. Đó, xây dựng một con tử. Bên đây là xây dựng giống như một người mẹ này, che chở cho con phía trên này, này. Là một tay hoành bay ra. Con tử này nó nằm dưới cái người mẹ này. Người mẹ chia đó, cho đàn con. Chia cho con. Rồi bên kia là một cái tay phóng, một cái tay hoành nó phóng nó bay đi. Đó. Nhưng mà mình cũng dừng ngay vị trí đó luôn anh em. Cách giật sao cho nó côn lại thôi. Cái này thì nói chung là nó rất là đại. Nó cực kỳ khủng nên là cẩu là phải cẩu 8 tấn à mới móc cái cây này được. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Có quả đấy em lên cái cây này nó hơi cao anh Phú để mình quay cái phần trên này cho anh em mình ngắm sẽ em đứng ở đây luôn. Rồi anh em mình nhìn này đó, từ phía dưới này nha quý anh chị em nha, cái đường truyền của thân này lót lên này tạo một cong này. Cây đang cho quả luôn. Cây này quả nó chắc gần chín rồi. Quả đâu cái gì? Xem những cái phần trái. Đây là nếu mà nó đừng có gió thì rồi là trái dữ lắm anh Phú à. Đúng rồi, tuyệt vời ạ. Dạ. Nếu mà không có cái đợt gió đó là dạ. Trái phải nói là anh chị em mình ngắm là mê luôn. Kỳ rồi anh ra anh thấy bông không? Ghê. Bông đầu khá là nhiều. Rồi, gió quá nó rụng. Rồi anh chị em mình cùng ngắm. Em xin phép đo cái thông số kích thước của cây kìa đều quý anh chị. Sáu
xây to lắm quý vị. Đấy, em phải đi một vòng. Cái này là hành bờ nó là 5m25 anh Phú. 5m25. 5m25. Hành bờ kinh khủng. Rồi em xin phép đo cái hành thân. Cái hành thân này là 3m6. 3m6. Dạ, 3m60. Đấy quý vị. Và chiều cao. Chiều cao là 2m50 anh. 2m50. Chiều cao quý vị. Có thể mình làm cái ngọn lên chắc còn tầm 2m52. Đúng rồi. Cho nó lên tới đó khóa luôn là khoảng 2m52 ạ. Đò tổng bộ tán. Dạ. Yeah. Để em ghét lên chậu đó. Phun tàn. Tàn của nó là 3m7 anh. 3m7 á. Nhiêu em? 3m7. 3m7 quý vị. Dạ. Yeah. 3m7. Nó đang nằm ở trong cái chiếc chậu kích thước chậu. Chậu có cái đường kính là 2m3. Dài 2m3. Và ngang là 1m8. Ngang 1m8. Dạ. Rồi 2m3. Chị em mình cùng chiêm ngắm tổng thể cái tác phẩm xoài này. Anh chị em nào thực sự yêu thích và thực sự thiện chí với tác phẩm xoài này thì anh em mình cũng nhanh tay nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình để chúng ta sở hữu cái tác phẩm xoài này về đội của mình nha quý anh chị em. Để mà tìm ra những cái cây xoài mà nó khủng như thế này và nó vào cái hệ bonsai đại được làm kỹ lưỡng như thế này thì cũng rất là xứng đáng để quý anh chị em mình là những người mà yêu cái bộ môn nghệ thuật bonsai, đặc biệt là cây ăn quả. Nó vừa là cây bonsai chúng ta vừa chơi và vừa là có quả nữa thì càng tuyệt vời quý anh chị em. Rất là hay. Để mà anh chị em sở hữu, anh chị em nào yêu thích thì cũng nhanh tay nhắc máy lên alo cho nhà vườn để đưa cái tác phẩm này về đội của mình. Đây cũng là một trong những cái tác phẩm hàng độc của quý anh chị em. Rồi và cũng như đầu cuốn video, nhà vườn cũng có chia sẻ là trong cuốn video này nhà vườn sẽ chia sẻ đến tất cả quý anh chị em mình đó là một số mẫu chậu và đôn. Và đặc biệt là dạ, hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho quý anh chị em mình đó là một món đồ chơi rất đặc biệt. Vì sao em dùng cái từ rất là đặc biệt là vì đây là cái đồ lò củi quý anh chị em. Và cái khung này nó cũng rất là to. Cái dòng này thì nó có hai loại, một cái loại nó bốn chân như thế này, nó cũng làm theo cái hệ hàng nung củi, làm theo kiểu gốm cây mai, nhưng mà nó cái loại kia nó nhỏ lắm. Cái loại kia thì hiện tại em chỉ còn một cặp thôi, nó nhỏ hơn cái xây này. Còn cái xây này là xây đại, cái khung này là khung đại nha quý anh chị em. Nên là cái đồ này là đồ gần như là trên thị trường nó rất là ít, gần như là hạn chế quý anh chị em, không có nhiều. Mà đồ này là đồ của lò tàu làm. Là tàu mọc hai mọc tàu, nó số lượng nó cũng không nhiều, nó chỉ 4 chiếc thôi, hai chiếc màu vàng, chiếc màu trắng, chiếc màu xanh. Thì dạ, lò tàu thì nó nằm ở đây, đây, để lùi ra một lò quý chị em, xem, đây, đó, mọc lò đây quý chị em, đây, là gốm trắng hưng, trắng long, trắng hưng gì đây, rồi gốm trắng hưng. Đó, cái này là lò tàu họ làm, họ nung củi. Cái men của quý anh chị em, cái men cũng rất là đẹp. Đặc biệt đẹp. Cái men này quý anh chị em mình họ nung ở nhiệt độ rất cao. Nếu như cái này mà anh em mình chơi mà thả nắng thả mưa và thời gian thì cái này nó trổ men là nó còn đẹp nữa nha quý anh chị em. Cái này là do là nó chưa đâu, anh em mình phải xài qua khoảng tầm 1-2 năm. Cái này nó trổ men là sẽ rất là đẹp. Cái này mình là đúng nghĩa là đồ chơi. Nó khá là khủng như quý anh chị em nha. Cái đồ này là cái vai này khá là to này. Cái mạch đôn thì có kích thước là 42. 42. Dạ. Và chiều cao của đôn là có kích thước là 65. 65 dạ. Chiều cao. Chiều cao 65. Mạch đôn là 42. Đó, anh em nào yêu thích cái mẫu đôn này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em 4 chiếc, mình chỉ có 4 chiếc này. Mẫu này. Hàng này hàng cũng thuộc hàng độc nha quý anh chị em.
nó có hai chiếc màu vàng, một chiếc màu trắng. Hàng nung củi mà nói tới cái độ đẹp là hơi bị khó. Đây này, có mọc lò trên này luôn này. Đó, đóng mọc hết. Toàn bộ mọc từ dưới chân lên phía trên khung sườn. Cũng bài bản hết. À, đặc biệt trong tuần này thì nhà vườn sẽ giới thiệu quý anh chị em mình là có những cái mẫu đun mai lan cúc trúc nữa nha quý anh chị em. Đun mai lan cúc trúc này thường là nó có cái chiều cao là 80. Và trong cái cuốn video này là em sẽ giới thiệu cho quý anh chị em mình những cái mẫu đun có cái kích thước là chiều cao là 64 này. 64 dạ. Mặt đun của nó là 44 mặt dạ. Cái này là chiều cao là 64 nha. Rồi cái mẫu này là chiều cao cũng y như vậy luôn quý anh chị em, nhưng mà chiều cao 72 dạ. Còn một mẫu nữa cũng y xì dài luôn mà chiều cao là 80. Chiều cao 80, còn cái màu này là mạch của nó là 50 nha quý anh chị em. 50. Mạch này là 50, còn cái mạch mà cái còn một cái đun nữa là ơi xì vậy nhưng mà kích thước là 80. Đó. Rồi trong tuần này em sẽ giới thiệu thêm cho quý anh chị em mình, mời quý anh chị em mình qua bên này. Em sẽ giới thiệu thêm cho quý anh chị em mình một vài cái mẫu chậu Đồng Nai. Mẫu mới quý anh chị em. Đường kính em xin giới thiệu cái mẫu vuông này trước. Mẫu rất đẹp nha anh Phú nha. Đúng rồi. Mẫu cái này nó về cái những mẫu rất mắt đẹp. Dạ. Yeah. Hai cái đầu bộm này. Hai đầu bộm này rồi cái mạch bên này là hoa. Mạch hoa. Hai bên hông là hai cái đầu bộm. Kích thước hơi to. Để em sẽ dời ra một chút rồi em sẽ quay cho anh em kích thước. Cái này nó to quá. Chậu vuông nha quý anh chị em. Đường kính là 82. 82. Dạ. 82 phủ bì, còn lọt lòng của nó là 72. 72 lọt lòng. Dạ. Chiều cao phủ bì là 36. 36. Và chiều cao lọt lòng là 33. 33 lọt lòng. Dạ, 33, 34 rồi quý anh chị. Đó. Đấy. Khá khủng nha, mẫu vuông này. Đó. Bật hoa đó quý anh chị. Dạ. Rất đẹp. Này thời tiết bắt đầu nắng lên lại anh Phú hả? Nắng Bình Định này nắng nóng quá vậy. Cái mạch này là mạch hông, mạch hông còn mạch mạch chính là mạch này, mạch chim này. Mẫu này đường kính nó 62. 62. Lọt lòng là 54. Chiều sâu lọt lòng là 30. Đó, mạch này là mạch đây hoa chim. Đây quý vị. Không nhiều mẫu lắm, anh em mình cần cái mẫu nào anh em mình cứ nhắn tin Zalo cho em nha quý anh chị. Cái kích thước á, anh chị mình cần em sẽ gửi mẫu nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu trong cái cuốn video của tuần này là mẫu chậu tròn Bát Tiên. Bát Tiên. Dạ, có mẫu này là nó có Bát Tiên, Phước Lộc với lại Phước Lộc Thọ. Anh chị mình chọn mẫu này cũng được. Mẫu này thì nó có đường kính á là 90, lọt lòng nó là 80. 90. Dạ, mẫu này là 90, lọt lòng 80. Mình có ship hàng toàn quốc nha quý anh chị em. Ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em. Anh chị em yêu thích mẫu nào thì cứ alo cho em. Mẫu này là 1m2. 1m2. Lọt lòng là 1m07. Là có cái đôn luôn. Đi bộ. Dạ. Đó là bộ ạ. Mai điểu. À, lọt lòng là 1m1 quý vị. Lọt lòng 1m1. Dạ, lọt lòng 1m1. Đắp tay thủ công hết toàn bộ nha quý vị nha. Đó. Như là đôn. Rồi. Giới thiệu thêm cho anh em mình mẫu này nữa nè anh Phúc. Mời anh di dời xuống dưới này giùm em. Đặc biệt trong tuần này nó có thêm những cái mẫu Bát Tiên này nữa. Bát Tiên Oval, Oval Bát Tiên. Mẫu này nó có đường kính là 80. 80. Dạ. Lọt lòng là 72. 72 lọt lòng Oval ạ. Chiều ngang là 60. Lọt lòng là
50. Đó, mẫu bát tiên này sâu lắm nha quý anh chị em. Mẫu này vào mai rất là dễ. Sâu nó tới 19 lận. 19 sâu. Lọt lòng ạ. Sâu lọt lòng là 19 mẫu này. Vào mai rất là đẹp nha. À, đặc biệt là có những cái mẫu chữ nhật này cũng rất là đẹp này. Mẫu chữ nhật này về được 2 xây này. Để em để lên đài cho anh em mình dễ hình dung. Đây quý vị. Đây. Để lên đài luôn. Đó. Cái mẫu này nó rất là thanh. Anh em mình rất là dễ vào coi. Mẫu này có hai kích thước nha. Cái nhỏ này là đường kính nó là 50 này, 50, 52. 52 lọt lòng của nó là 46. Chiều ngang là 41. Lọt lòng là 35. Còn cái mẫu này là mẫu này to hơn. Mẫu này đường kính là 60. Mẫu này đường kính 62. 62. Dạ, yeah. Mẫu này đường kính 62. Chiều ngang của mẫu này là 52. 52 chiều ngang. Dạ. Yeah. 52 chiều ngang. Dài là 62. Mẫu này có 2 xây. Đó. Rồi giới thiệu cho anh em mình những cái mẫu mini Đồng Nai nữa. Những cái bộ Đồng Nai này. Cái to nhất của nó là đường kính 42 này. Đó. Chiều ngang là 34 này. Còn cái nhỏ trong lòng này là 35 này. Chiều ngang là 28 này. Cái bé nhất là 30 này. Chiều ngang là 21. Đó, 3 xây. Mẫu này là có 3 xây. Mẫu nhỏ, hàng này hàng bình dân. Đó, anh em nào mà cần những cái mẫu chậu nào thì cứ alo cho nhà vườn như quý vị em. Bên này là hàng Đồng Nai, hàng bình dân. Còn bên trong là những cái mẫu hàng Trung Quốc. Anh chị em nào mà yêu thích cái mẫu chậu nào thì anh em mình cứ alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Rồi em sẽ gửi hàng loạt mẫu qua để quý anh chị mình dễ hình dung. Vì nó khá là nhiều quý anh chị. Mẫu mã nó rất là nhiều nên là nó cũng rất là khó mà để. Còn những cái mẫu đôn bắp cải này là đôn lái thiêu, hàng loạt củi nha quý anh chị. Những mẫu này là bây giờ là gần như là cũng hết sản xuất rồi đó. Cái đồn này nó có kích thước là 52 này. 52 chiều cao. Yeah, 52 chiều cao. Mẹt của nó khoảng tầm 32 á. 32 mẹt. Dạ, yeah, khoảng 31-32. Rất là nhiều mẫu để anh em mình lựa chọn. Anh chị em nào mà yêu thích hoặc là những anh em mà muốn làm đại lý thì cứ alo trực tiếp với nhà vườn nha quý anh chị em. Để em giới thiệu một cách cụ thể hơn về những cái mẫu chậu cũng như những cái mẫu đôn để quý anh chị em mình lựa chọn. Mời anh qua bên này. Hôm nay nó còn nhiều lắm nha quý anh chị em nha. Chỉ giới thiệu sơ sơ thôi chứ còn ở trong là chữ nhật là giống như cái mẫu đám cưới chuột rồi nha. Rất là đẹp nha. Đó. Hàng loại 1 hết toàn bộ nha quý anh em. Hàng xịn sò loại 1 hết. Đám cưới chuột. Đây trên là chữ nhật sen cá này. Đó. Nó có đủ kích thước. Mẫu này là đường kính của nó là 65 này quý anh chị em. 65. Dạ. Yeah. Chiều ngang của nó là 52 nè. 52. Dạ, đám cưới chuột. Đó. Đủ màu hết. Chậu lục giác này, chậu xưa, hơi tối. Trên là chậu xưa. Đó, anh chị em mình có thể cần cái mẫu nào thì có thể alo cho nhà vườn. Để em giới thiệu một cách rõ ràng và chi tiết hơn nha quý anh chị em. Còn những mẫu mini bé bé à, như trong lòng bàn tay này là có hết này. Vào những cây mini rất đẹp. Yeah, mini siêu mini đa dạng bé bé. Hàng này là tới xuyên này. Đồ này là cái chất gốm của nó mịn hơn, nó mịn hơn là hàng Phật Sơn. Phật Sơn thì cái đất của nó hạt của nó to hơn. Cổ tứ xuyên này đẹp lắm nha nè. Rồi anh chị em nào yêu thích cái mẫu chậu nào thì cứ alo trực tiếp với nhà vườn
để em sẽ lựa cho quý chị em mình vào những cái coi anh chị em mình thích hợp để anh chị em mình vào coi nha. Kể cả những cái bể đá mà để anh chị em mình vào xanh hoặc là bồ đề si rồi nữa nha. Đó là nhà vườn đều có đủ, đủ tất cả các cái món đồ chơi cho anh em mình dễ lựa và dễ chọn luôn. Đó, đây là những cái mẫu chậu tứ xuyên này, những mẫu mới này. Rồi có hàng Phật Sơn, hàng vẽ Tây cũng có. Tượng gốm Phật Sơn, hôm nào em sẽ giới thiệu thêm một ít Phật Sơn gốm nữa đến tất cả quý anh chị em mình. Đó, anh chị em mình cần cái mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho nhà vườn nha. Có những cái mẫu chậu Biên Hòa xưa nữa. Rất là nhiều mẫu nha quý anh chị em. Cái bể đá. Dạ, anh chị em nào mà cứ yêu thích thì cứ alo cho em rồi em sẽ gửi mẫu qua để cho anh chị em mình tham khảo. Vào những cái tác phẩm xanh hoặc đề. Dạ. Rất đẹp quý vị. Hiện tại đang còn những cái mẫu đá phía bên ngoài á. Đó, mình chắc ở bên ngoài luôn để cho mình tưới nước vào cho nó đẹp, tưới nước vào thời gian nó mới đẹp. Chậu đó 1m65 anh Phú ơi. Chậu này là chậu đại, 1m65 chậu men đại to nhất Việt Nam rồi ạ. Hiện tại ạ, chậu gốm là giờ là quá khủng luôn. 1m65 1m65 dạ. Được kính quý vị, một lòng 1m35 rất là to. Xoay vào những tác phẩm mai vàng rất đẹp, vàng hoặc là đào cổ rồi anh Phú à. Đúng rồi, những cái cây đại á vào nó xuất sắc. Và kính thưa tất cả quý anh chị em mình, thời lượng chia sẻ đến tất cả quý anh chị em mình những tác phẩm bonsai của vườn nhà cũng như là những cái chậu gốm trong tuần này em cũng xin phép được khép lại. Cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến kênh của anh Thanh Phú đã tạo điều kiện cho nhà vườn xích lại gần nhau hơn đến tất cả quý anh chị em yêu cây trên cả nước. Cũng không quên kính chúc cho tất cả quý anh chị em mình luôn luôn tràn đầy sức khỏe và sẽ sở hữu cho mình những cái tác phẩm bonsai đẹp, những tác phẩm bonsai gọi là đẳng cấp mang về trưng bày cho ngôi vườn cũng như ngôi nhà của mình ngày càng đẹp và ngày càng sinh động hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em mình trong cuốn video tiếp theo ạ. Rồi, chào em. Rồi, và chương trình giao lưu cây bonsai tại vườn của em Cảnh có địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ. Thời lượng cũng khá dài, Thanh Phú xin phép dừng lại. Và cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.